sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have it all, you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Love is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, we'll have it. So beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ooh, ooh. You look so beautiful in daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful. bao đêm sẽ luôn thật.
đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Trong cơn mơ chưa bao giờ anh nghĩ tới phút giây ta chạm nhau tình yêu anh. Giờ đây là em, người em sẽ mãi không quên. Thế này thì không thể mà trình bày theo cái lý lẽ. Thì em cũng đại diện cho nhà gái thứ hai họ. Thì qua sự tìm hiểu của các cháu và những thủ tục đã làm xong, thì bên nhà gái cũng rất phấn khởi và cảm ơn bên nhà trai đã chu cấp và hoàn thiện cưới của cháu ngày hôm nay. Cảm ơn mời cô bác lên đây đó ngày trước phần lễ nhà tiên những cái lễ vật trong mấy ngày mà thành hôn bác cháu. Bây giờ như vậy là đã mời đại diện ra. Thành hôn cho hai cháu Ngọc Sơn và Tích Ngọc tiếp bước theo con đường của người xưa đã đi và theo các phong tục cổ truyền. Thì hôm nay thì chúng tôi có một cái lễ để trình bày cái lễ vật trước khi mà cha nhà gái. Thì trước hết là hôm nay là hoa quả bánh có một cái chiếc áo cưới và nữ trang. Xin ý kiến của bên nhà gái và nhà chồng hôm nay với nhà cô dâu. Ở miền Trung của mình thì không có giờ dự khuyết. River just to call.
mẹ. Cảm ơn ba mẹ. Cảm ơn hai con. Cảm ơn các anh quý. Cảm ơn ba mẹ. Cảm ơn ba mẹ. Là chúc hai cháu hai thằng thôi chứ tông mà chứ đặng làm việc gì cũng vậy, nhẫn nhịn với nhau trong cuộc sống và chịu khó một chút xíu. Cái khen là hai cháu cũng có lứa tuổi mà trong cái xu hướng của xã hội hiện nay cuộc thời gian đợi chờ cũng khá lâu, nhưng mà hôm nay đến cái kết quả thì phải nói lên sự cố gắng chung thủy với nhau để đợi chờ một thời gian dài như vậy. Làn mây cuốn trôi về đâu, gió ơi đường xa xuống đây, gió như là em thôi mát lòng anh, gió ơi đường xa nhé em, tình yêu anh trao về em nguyện như mây gió kia, cho dù qua muôn ngàn năm vẫn thế,
Dù ngày sau ra làm sao, tình yêu không đổi thay, ta cùng nhau vai kề vai suốt kiếp. Wow, wow. Và nếu như anh được làm máy bay cùng với gió, dìu nhau đến nơi tận cuối chân trời, ngày tháng bên nhau không rời xa đâu. Dù phong ba cầm tay nhau vượt lên trên ngút ngàn, đừng để đôi ta phải rời xa nhau. Đừng rẽ lối vì anh chỉ muốn yêu mãi một người. Hãy để cho anh được gần bên em và cùng sánh bước, tình yêu ta sẽ không xa cách rời, là gió cùng với mây. Yêu anh trao về em nguyện như mây gió kia, cho dù qua muôn ngàn năm vẫn thế. Dù ngày sau ra làm sao, tình yêu không đổi thay, ta cùng nhau vai kề vai suốt kiếp. Wow, wow. Và nếu như anh được làm máy bay cùng với gió, dìu nhau đến nơi tận cuối chân trời, ngày tháng bên nhau không rời xa đâu. Dù phong ba cầm tay nhau vượt lên trên ngút ngàn, đừng để đôi ta phải rời xa nhau. Đừng rẽ lối vì anh chỉ muốn yêu mãi một người. Hãy để cho anh được gần bên em và cùng sánh bước, tình yêu ta sẽ không xa cách rời. Và nếu như anh được làm máy bay cùng với gió, dìu nhau đến nơi tận cuối chân trời, ngày tháng bên nhau không rời xa đâu. Dù phong ba cầm tay nhau vượt lên trên ngút ngàn, đừng để đôi ta phải rời xa nhau. Đừng rẽ lối vì anh chỉ muốn yêu mãi một người. Hãy để cho anh được gần bên em và cùng sánh bước, tình yêu ta sẽ không xa cách rời, là gió cùng với mây. Sự giúp đỡ của hai gia đình đến ngày hôm nay là không là đám cưới của hai cháu, tương đối là hoàn tất là 90%, cũng mong mã như phong tục để đi qua bên nhà gái, bên nhà gái có gì để hồi lại bên nhà ta. Khi đấng sinh thành sinh ta ra đời, cảm ơn ông trời cho ta kiếp người, phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Ông đậu cũng có hai cuốn thơ mà để mà tặng cho hai cháu trong cái điều kiện mà hội hôm nay vợ chồng là nghĩa cũng tròn, để một hai năm nữa thì có con ăn bọc được là một cái lần cảm ơn. Nói giờ nói thật nội con không quên có lâu con không quên. Rồi, mời cô hai. Thank you.
Looking at
I will love you. I will love you. We rule the world.
and I, just let me down. We walk the line, but now nothing's gone wrong. I'll take a shot for you. Give me love, give me clouds, never let you go. Oh,
chị được sự đồng ý của hai gia đình, hôm nay tổ chức buổi tiệc cưới cả hai cháu Thanh Sơn và Trắng Ngọc. Hai cháu là đôi yêu thương, đã có thời gian quen biết và tìm hiểu với ước mơ đợi chờ khi hai cô tiên lên máy gọi, thế rồi đến với nhau bằng một tình cảm chân thành và tự nguyện. Và giờ đây hai cháu đã lên lễ đài hạnh phúc, được sự chúc phúc của gia đình vừa xong và bạn bè, đó là bến đổ của bà Điêu. Thay mặt hai gia đình xin chân thành cảm ơn cô bác đã bớt chút giờ bạn bè đến tham dự buổi tiệc cưới hai cháu hôm nay, kính chúc sức khỏe. Và cũng cảm ơn đội ngũ tiếp viên của nhà hàng Nghĩa để giàu lòng mến khách, phục vụ tận tình và chu đáo. Đặc biệt tối hôm nay có những món ăn hấp dẫn và ngon miệng do nhà hàng Nghĩa đảm trách cho phục vụ quý vị và các bạn. Xin chào quý vị cùng mắt về sân khấu. Dịu dàng mình chỉ cần nhau thôi, em bên anh no.
Cho em
đến tận cuối cùng. Từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình, để rồi mỗi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, cùng giữ tay nhau thật lâu, thề hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi, đến tận cuối cùng. Từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình, để rồi mỗi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, cùng giữ tay nhau thật lâu, thề hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Sao giữ em tay trong tay, những yêu thương nồng say khi bên nhau, làm sao giữ phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng, lời hát xin cảm ơn tình yêu, và cho chúng ta một đêm phút giây còn mãi. Hát lên,
bài hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm nhớ mây. Đêm hôm nay ta trao những phút đắm say, ta trao cho nhau giây phút khát khao hát cho tình yêu. Trao cho nhau giây phút khát khao hát cho tình yêu. Dành cho chúng ta một đêm.